Kính thưa quý vị, ít ngày sau khi được giới thiệu trên thế giới thì hôm mùng 1 tháng 11, hệ điều hành Windows 8 đã được Microsoft Việt Nam giới thiệu chính thức đến người tiêu dùng trong nước. Hệ điều hành mới gồm 3 phiên bản là Windows 8 dành cho người dùng cá nhân, Windows 8 Pro cho giới doanh nhân, chuyên gia kỹ thuật với các tính năng cộng thêm như mã hóa, ảo hóa, gia nhập domain công ty v.v. Phiên bản thứ 3 là Windows RT được cài đặt trước trên máy tính cá nhân và máy tính bảng dùng bộ xử lý ARM. Để dọn đường cho sự thành công của hệ điều hành này, Microsoft tập trung xây dựng hai thế mạnh chủ lực cho Windows 8. Một là khả năng tương thích với toàn bộ các thiết bị bao gồm máy tính cá nhân, máy tính bảng và điện thoại di động. Hai là hỗ trợ giao diện cảm ứng ngay trên màn hình, phím ảo và giao diện truyền thống với chuột và bàn phím. Ngoài ra, ông Vũ Minh Trí, Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam cho rằng, với hệ thống đối tác phần cứng rộng lớn và sự ủng hộ mạnh của các nhà sản xuất thiết bị đầu cuối, Windows 8 đang có nhiều cơ hội thành công không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn cầu. Trong cái ngày chúng tôi tung Windows 8 thì tại thị trường Việt Nam có khoảng 30 mấy tới 40 sản phẩm được đem về cùng lúc. Và tất cả những sản phẩm đó là những sản phẩm hướng tới làm sao giúp người tiêu dùng hướng tới cái trải nghiệm tốt nhất trong Windows 8. Tôi muốn nhấn mạnh là chúng tôi có một cái đội ngũ, một cái hệ sinh thái rất là mạnh làm việc với tất cả những đối tác về sản xuất phần cứng. Và từ những đối tác đó là những đối tác chiến lược của chúng tôi để phục vụ được cái nhu cầu rất lớn về phần cứng trên toàn cầu, không phải chỉ ở thị trường Việt Nam. Hiện tại đã có trên 1.000 thiết bị chạy hệ điều hành Windows 8, bao gồm PC, laptop, tablet và smartphone, được các nhà sản xuất lớn giới thiệu trên thế giới. Theo đánh giá ban đầu, hầu hết các sản phẩm này có lợi thế về thiết kế mỏng, nhẹ, thời trang và tuổi thọ pin tốt. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để có thể biết được Windows 8 sẽ thành công đến mức nào.